Xin chào bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ đi tạo ra một cái text box và nội dung của text box này sẽ phụ thuộc vào nội dung của một cái ô ở trên Excel. Để làm điều này thì các bạn làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào thẻ Insert. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào nút text box ở đây. Sau đó chúng ta sẽ vẽ ra một cái text box ở trên Excel như thế này chẳng hạn. Sau đó là chúng ta sẽ bấm vào viền của cái text box này. Sau khi bấm vào viền thì các bạn có thể di chuyển cái text box này đến vị trí mà bạn mong muốn ở trên bảng tính này. Và ví dụ chúng ta muốn là nội dung của cái text box này chúng ta không cần phải đánh bằng tay vào mà sẽ thay đổi theo nội dung của một ô ở trên Excel, thì chúng ta sẽ làm như sau. Lại bấm lại vào viền của cái text box này và chúng ta sẽ trở lên cái thanh công thức ở đây và bấm nút bằng. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái ô mà muốn nội dung của text box giống nội dung của cái ô đó, ví dụ như là A1 chẳng hạn, rồi bấm Enter. Bấm Enter như thế này. Và như vậy thì khi các bạn bấm vào nút A1 và chúng ta sẽ nhập một cái công thức hay là một cái nội dung gì đó, ví dụ như là http://học-excel.online, bấm Enter một cái thì nội dung của cái text box này cũng được phản ánh lại nội dung của ô A1.